cứu học online của thầy. Đó. Như vậy thì trong clip trước ta đã hướng dẫn cho các em ở bài 14 cho tới bài 124 rồi. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở bài 125 cho tới bài 127 các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 125. Rồi, chúng ta có cái đề bài như sau các em. 125. Trên đĩa có 24 quả táo các em. Trên đĩa nha. Hành ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Họ trên đĩa còn mấy quả táo. Bài này rất là hay mà nó cũng khá là đơn giản chứ không chẳng có gì khó các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái số táo Hành đã ăn. Đúng là số táo Hành ăn như vậy thì trong 24 quả này nó ăn hết là 25%. Đó là như vậy chúng ta lấy 24 chúng ta nhân là gì? Thầy xin lỗi em do thầy có điện thoại phải đi ra ngoài một xíu em. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Như vậy thì trên đĩa thì nó có bao nhiêu quả nào? 24 quả táo đúng không? Hành ăn hết là 25% số táo. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính cái số táo Hành đã ăn. Như vậy bằng cách là lấy tổng số táo này nhân cho 25%. Có đúng nào? Nghĩa là 25 nhân cho 25% đây. À 24 thầy nói. Rồi chúng ta tính nha. Như vậy thì 24 nhân cho gọi là 0.25 đây nhé. Như vậy nó chỉ bằng 6, nghĩa là 6 quả. Như vậy thì bây giờ Hành đã ăn 6 quả, không nào? 6 quả táo. Như vậy thì sau khi Hành ăn thì cái số táo còn lại trên đĩa là bao nhiêu các em? Có phải các em lấy 24 trừ cho 6 thì nó còn lại là 18 quả. Sau khi Hành đã ăn hết 6 quả thì trên đĩa bây giờ còn lại 8 quả. Các em hiểu chưa? Tiếp tục, Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Như vậy thì bây giờ là Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Nghĩa là bây giờ cái số táo còn lại bây giờ là 18 quả thì Hoàng đã ăn hết 4/9. Hiểu không? Như vậy thì 18 nhân cho 4/9 thì sẽ bằng 19, 18 chia 9 được 2, nghĩa là 8 quả. Nghĩa là Hoàng đã ăn hết 8 quả đây các em hiểu không? Như vậy thì cái số táo vậy, các em trả lời vậy, số táo còn lại trên đĩa là có phải là chúng ta lấy 10 hồi nãy là 18 quả đúng không? Còn lại sau khi mà Hành ăn thì Hoàng ăn tiếp 8 quả nữa, như vậy chúng ta có 18 quả trừ cho 8 thì còn 10 quả. Các em hiểu không? Như vậy thì bây giờ trên đĩa của chúng ta là còn lại là 10 quả nhé. Ok. Rồi chúng ta nhìn một xíu rồi chúng ta tiếp tục đi sang bài 126 nhé. Ok. Rồi ta đi sang bài 126. Một lớp học có 45 học sinh. 45 học sinh nghe. Gồm ở đây là có 3 loại là giỏi nè, khá và trung bình. Lớp này học rất là tốt đúng không nào? Số học sinh trung bình chiếm là trung bình là 97/15 học sinh cả lớp này. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Đó nào. Bây giờ người ta yêu cầu là tính số học sinh giỏi là bằng bao nhiêu. Như vậy ban đầu chúng ta sẽ tính giùm thầy cái số học sinh trung bình trước. Các em hiểu không nào? Như vậy thì chúng ta ban đầu tính số học sinh trung bình trước đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tính số học sinh khá. Sau đó chúng ta tính được số học sinh giỏi bằng cách lấy tổng số học sinh cả lớp trừ cho học sinh trung bình và khá cộng lại là ra được số học sinh giỏi này. Rồi chúng ta giải. Bây giờ ban đầu chúng ta sẽ tính giùm thầy số học sinh trung bình nha. Số
học sinh trung bình của lớp là. Như vậy các em sẽ lấy 45 chúng ta nhân cho bao nhiêu? Tại vì số học sinh trung bình thì nó chiếm là 7 phần 15, số học sinh cả lớp như vậy là 7 nhân cho 15. Xin lỗi các em lại có điện thoại. Rồi bây giờ chúng ta tính số học sinh trung bình này nha. Như vậy các em lấy 45 bấm máy tính nha, nhân cho 7 phần 15 thì bằng 21 học sinh nha. Rồi như vậy số học sinh trung bình là 21 học sinh nha. Trong 45 này là có 21 học sinh là trung bình nha. Bây giờ chúng ta tính số học sinh khá. Số học sinh khá thì nó là 5/8 số học sinh còn lại. Như vậy để tính được số học sinh khá này thì các em phải tính giùm thầy số học sinh còn lại. Mà muốn tính số học sinh còn lại này thì em lấy tổng số học sinh này này trừ cho số học sinh trung bình này thì ra được số học sinh còn lại. Các em hiểu nào? Như vậy số học sinh khá của lớp là, như vậy thì trong cái này chúng ta sẽ có cái bước nhỏ hơn đó chính là gì? Ta tính số học sinh còn lại đã. Số học sinh còn lại của lớp là, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là ta lấy 45 học sinh của lớp này trừ cho 21 học sinh trung bình này thì ra được là bao nhiêu em? 45 trừ 21 là ra được là 24. 24 học sinh đúng không? Phải chưa em? Như vậy bây giờ số học sinh khá nghĩa là 5/8 thế này. Số học sinh khá này trong 24 học sinh đây này, nó số học sinh khá này chiếm 5/8 à. Như vậy người ta lấy 5/8 nhân cho 24. 5/8 nhân cho 24 thì sẽ được là 15 học sinh. Đó, số học sinh khá là 15 học sinh đấy. Bây giờ tiếp số học sinh giỏi là, như vậy số học sinh giỏi là chúng ta sẽ lấy 45 học sinh này đã trừ cho trung bình cộng với khá, như là 21 học sinh là trung bình này cộng với 15 học sinh khá này. Lớp này học giỏi ghê này. Rồi như vậy thì nó ra được là 9 học sinh, 9 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 21 học sinh trung bình. Lớp này học như thế là quá giỏi đấy em. Ta kết luận vậy, số học sinh ta trả lời tương ứng là giỏi này 9 học sinh này, khá là 15 học sinh này, và trung bình là 21 học sinh. Đó, nhìn xíu đó. Ok, ta đã rõ chưa? Chúng ta đi sang bài 127 nhé. Đề bài như sau em. Bốn thửa ruộng em nha. Thu hoạch được tất cả là 1 tấn thóc. Bốn thửa này thì người ta thu hoạch được là 1 tấn thóc. Tấn nghĩa là 1.000 tí em. 1 tấn nghĩa là 1.000 kg nha. Đó. Số thóc thu hoạch ở 3 thửa ruộng đầu lần lượt là bằng là 1/4, 0.4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả 4 thửa. Tính khối lượng thóc thu được ở thửa thứ 4. Như vậy thì bây giờ ấy, nó rất là dễ em. Nghĩa là bây giờ ba cái thửa đầu tiên là nó lần lượt là 1/4 này. Các em hiểu là nếu như ấy cả 4 thửa ấy, nó là một vòng tròn này, nó chiếm nó chính là 1. Không? Cả vòng tròn này 1 thì anh này là 1/4. Ví dụ như vòng tròn này nên chia làm 4 ấy, thì cái thửa đầu tiên là thu hoạch được 1/4 này. Đây 0.4 không? Là bao nhiêu đó, 15% bao nhiêu đó thì còn lại đây. Như vậy thì để tính này thì các em lấy 1 này, ta trừ cho 3 này cộng lại thì ra được cái thửa thứ 4. Sau khi các em tính được cái thửa thứ tư rồi, các em sẽ lấy đó nhân cho 1.000 kg này thóc đây thì ra được cái khối lượng thóc theo đơn vị là kg. Các
Em hiểu nè. Như vậy thì giải này, như vậy thì ở đây chúng ta ghi cái câu là cái chỉ số thấp này, cái chỉ số thấp thu hoạch được ở thửa thứ tư, thứ bốn em, là tổng của nó là bao giờ, nó là một nha, bằng này. Như vậy trừ cho ở đây là 1/4 này, cộng 0.4 này và cộng cho 15% này, được chưa? Như vậy thì nó bằng tiếp 1 trừ ở đây 1/4, cái này nghĩa là 4 phần bao nhiêu, 4/10 này, cái này 15/100 này, bằng này 1 trừ này. Các em bấm máy tính ở trong ngoặc đây luôn nha các em nha. Chúng lấy 1/4 này cộng đây, thầy bấm cho em xem này, 4/10 này cộng cho 15/100 này bằng này, các em thấy không? Bằng 4/5 thấy chưa? Các em lấy 1 trừ 4/5 thì bằng 1/5 đó, 1/5. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính như vậy thì vậy cái khối lượng thấp thu được ở thửa thứ tư là, như vậy thì tổng nó là 1.000 kg, đúng không nào? Chúng ta nhân nhỏ 1/5 thì chia là đây là 200 kg, được chưa? Cho ví dụ như người ta yêu cầu tính khối lượng thóc của từng thửa thì cũng được. Ví dụ thửa thứ nhất là chúng ta lấy 1.000 nhân ở đây, thửa hai lấy 1.000 nhân đây, thửa thứ ba lấy 1.000 nhân đây, hiểu không? Rồi ok, em nhớ chưa nào? Như vậy thì tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ tiến hành hướng dẫn cho các em tiếp ở cái bài 15 các em nhé.